Công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và xử lý một vụ trồng trái phép cây cần sa. Hiện lực lượng công an đã nhổ, niêm phong hơn 1.500 cây cần sa được trồng trái phép trong rẫy cà phê vắng. Hai đối tượng bị xử lý là Lê Anh Tài, sinh năm 1978, thường trú huyện Ea Hờ Leo, và Lê Hoàng Quỳnh, sinh năm 1990, thường trú xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, ngày 5 tháng 3, Công an huyện Ea Hờ Leo phát hiện vụ việc. Trong khu rẫy tại đây, tổ công tác đã bắt quả tang hai anh em ruột Lê Anh Tài và Lê Hoàng Quỳnh đang trồng chăm sóc hơn 1.500 cây cần sa. Tại hiện trường, tổ công tác kiểm đếm có 900 cây cần sa, cao từ 1cm đến 1,8m, được trồng trên diện tích 2.000m2 và hơn 600 cây cần sa con đang ươm trong các túi ni lông.